đây chị ạ. Gì ạ? Đi qua là nhóc. Thì ai yếu hơn thì là nhóc. Đúng không? Đừng có làm gì Mẫn. Người ta dị nghị đó. Người ta dị nghị hả? Ừ. Ê Mẫn, đừng có đụng vô cái đầu tao. Tao có cái đầu để đi ăn nói rồi gặp mày đó. Hên quá. Mai là Du My chưa thấy. Ủa, thấy gì vậy? Đâu có gì đâu, Du My. Ủa mà sao Mẫn dò đầu bạn không? Đâu có đâu. Hồi nãy cái đầu tôi nó xẹp quá, cái tôi nhờ Mẫn nó xới xới lên mà. Xới lên. Xới lên lại nó cũng đâu đẹp mấy đâu. Thôi đi về. Đi về nhanh lên. Bạn làm gì cứ đi sau mình hoài vậy? Bộ chờ mình xíu bạn khó chịu vậy hả? Ừ. Cái gì? Con. Thôi bạn về đi. Đi tôi. Mình bực rồi đó nha. Du My. Du My. Bạn làm cái gì vậy? Có sao không vậy? Tôi xin lỗi mà. Mình có sao không Du My? Tao muốn chết nè, hỏi có sao không? Xin lỗi nha. Đừng có giận tôi mày Du My. Sao bạn còn đứng đó không nhào vô cứu mình đi? Nhanh lên. Quay ra đây, đừng có cướp tôi mà. Mày buồn đó, mày đang ôm tay mình đó. Mày biết không hả? Cướp. Người ta đi rồi, ở đó còn la làng nữa. Cướp đâu rồi? Du My à, tôi xin lỗi. Chuyện là vậy đó. Làm sao sau này tôi dám nói bảo vệ Du My nữa? Chừng nào làm được mới dám nói chứ. Bây giờ chỉ có một cách. Tôi sẽ dạy ông tập võ. Đùa con má. Giúp tôi đi lòng. Đây, chuyên võ từ năm 3 tuổi. Học nghề. Chỉ tôi đi. Tay phải giơ lên trước, tay trái giơ lên. 1, 2, 3, hít thở. Cô dạy em. Ông giỡn mãi với tôi hả? Quên, xin lỗi. Đi về nhà ngay. Đi về cái gì ông này? B.A.B. ông muốn đánh nhau đúng không? Ông muốn biết võ đúng không? Ông giỡn mặt với tôi, ông chỉ đàng hoàng đi. Nhìn tưởng là giỡn thôi nhưng mà thực sự đó là bài khởi động đó. Đánh nhau thì ông phải khởi động tay chân chứ. Ha. Thôi bỏ qua bước đó luôn đi. Thôi, hít trời. Thôi, bỏ qua đi. Vào tuyển chia luôn nè. Chân phải bước lên, chân trái nhấc lên luôn. Gì vậy? Kỳ vậy lắm. Hả? Sao ông không nhấc lên? Thì phải để chân phải xuống mới nhấc chân trái lên được chứ. Ông nói sao? Đi về nhà đi, đừng bao giờ qua nhà tôi nữa. Không, quên. Chiêu này, nhưng mà chiêu này là dứt điểm đối thủ nè. Đàng hoàng nha. Tấn, xuống tấn. Thấy đối thủ trước mặt. Thấy chủ trước mặt. Chưa. Quay lưng về sau. Cú đâm. Chưa. Tay phải lòn ra sau. Bỏ chạy. Được không? Cái gì vậy? Anh giỡn mặt tôi hả? Nói giỡn thôi. Tôi khôn nhà dạy chợ lắm á. Chứ tôi đâu biết võ. Bây ông muốn biết võ không? Hỏi Mẫn đi. Thì sao nãy giờ ông chỉ tôi tùm lum vậy? Không nói từ đầu đi. Thằng Mẫn nó mà chỉ tôi mới lạ. Phải có cách nó mới chỉ. Cách gì? Đàng hoàng nha. Rồi. Ê, sao ông thông minh quá vậy? Để tôi. Alo. Quý hả? Mày có muốn đánh nhau với thằng Mẫn không? Mày yên tâm đi, tao sẽ dụ nó ra cho mày đánh. Ừ. À, nhớ đánh lên ngực phải của nó nha. Tim nó nằm ở bển á. Đúng rồi, người bình thường tim nằm ở bên trái mà nó nằm ở bên phải. Tao chỉ yếu điểm cho mày rồi đó. Yên tâm đi. Nếu như mày thắng, tao sẽ thưởng cho mày. Còn nếu mày thua, thằng Long nó đền. Vậy nha. Bye. Ủa sao có tôi hùng vốn vậy hả? Tại vì cách này ông chỉ mà. Thiệt sự là tao không thể nào hiểu được anh em tụi bay.
Đời nào mà thằng anh thuê người để khiêu chiến với thằng em nữa. Bữa nay tụi tao chấp nhận bị ăn đòn, nhưng mà bù lại tụi tao có tiền đưa đường tư thằng anh của mày. Nếu mà nói vậy tao sẽ cho tụi bay ăn đòn trước, rồi xử anh của tao sau. Mày hả con? Chết mày rồi. Bước từ đây nè. Cho mày chết kìa. Tham tiền hả? Đứng lại đó. Đánh đi. Không sợ hả? Ngon đánh đi. Không sợ luôn. Đàn ông, nam nhi, động khẩu chứ không động thủ. Mà động thủ là một hồi động quan. Nam nhi cái con khỉ mốc, tại sao dám kêu tụi Vũ đánh em? Rồi đi. Mày hả? Chết à. Đưa đây chết. Anh dám chờ em hả? Quầy. Quầy. Chết. Sao em xóa cái đoạn clip em đánh lộn rồi? Để chị. Trời đất ơi, anh lỡ copy ra 50 mấy cái USB anh giấu khắp nhà rồi. Không biết mẹ coi được mẹ phản ứng sao nữa. Thì ra đây là lý do mà anh kêu tụi nó tới đánh em đúng không? Lý do gì? Em nghĩ là mẹ tin anh hay mẹ tin em? Mẹ chỉ thấy là em đánh lộn trong cái clip thôi. Anh làm cái trời vậy? Anh nựng chứ làm cái gì? Chưa thấy ai nựng hả? Nựng thử coi. Nè, mày điên hả? Tin anh vô đưa dưới bi cho mẹ coi không? Rồi bây giờ anh muốn cái gì? Nghe nè, anh chỉ muốn nhờ em chuyện này thôi. Làm gì nữa vậy? Chỉ cho anh mấy thế võ huyền thoại của mày đi. Đây là những đường nét về cơ bản. Rồi bây giờ là thực hành. Bắt đầu. Chào em đánh không nói trước. Em cố tình đúng không? Mấy thằng cướp nó xin phép anh nữa đánh không? Hả? Em tính chơi anh đúng không? À, sao huynh không báo trước không vậy? Thôi dẹp đi nghỉ. Ê, đừng có quên mấy cái video clip đó nha. Rồi được rồi, bây giờ anh đánh tôi trước đi. Nó vậy chứ. Bây giờ mới tới lượt anh lấn công nè. Anh mệt chưa? Đánh không thấy anh đánh mà anh múa thôi mà. Anh mạnh mẽ lên giùm tôi được không? Mạnh mẽ lên. Cái đó là khúc đầu á, anh giả bộ đánh lạc hướng đối thủ thôi. Vậy bây giờ anh đánh thiệt đi. Mạnh mẽ lên. Được. Mày chết chắc rồi mà. Mày đánh không dài cái chân được không mà? Xong rồi đó. Trả em cái video đi. Xong cái gì mà xong? Nãy giờ em đánh anh không chứ anh có học được cái gì không? Anh không thấy là anh quá chậm và quá yếu để có thể trở thành một võ sĩ hả? Em nghĩ là anh hợp với cắm hoa và nấu ăn hơn á. Thôi được rồi. Để anh về anh đưa cho mẹ cái đoạn video clip để mẹ chỉ anh đánh ha. Cái gì vậy? Muốn gì? Em nhìn kỹ lại rồi, anh cũng có tố chất làm võ sĩ đó. Thiệt không? Thiệt. Tuy là anh đánh không lại em, nhưng với vài đường nét cơ bản mà em chỉ, anh có thể tiêu diệt được bọn cướp. Rồi trả video đi. Có đâu mà trả. Cái gì? Thì đó, có một bản rồi em xóa mất tiêu rồi. Anh có rảnh đâu mà đi in ra nhiều bản giấu khắp nhà. Anh đánh người mà. Anh ơi, anh đi bên đây được không? Đi bên đây trúng người ta làm sao? Minh à, người ta có làm gì mình đâu, bạn làm quá lắm chi vậy? Không có gì quá hết á. Tôi chỉ muốn bảo vệ Du My thôi. Du My bây giờ ra đường nguy hiểm lắm không? Ai mình cũng phải phòng hờ hết á. Anh ơi,
đi bên đây được không? Anh nhìn gì? Anh cướp hả? Anh tính cướp rồi hả? Hả? Anh mắc cho tôi biết nha. Anh đừng có xạo nha. Ê! Đứng lại! Người ta có làm gì đó? Đứng dở nha! Đứng dở nha! Nè! Ê! Có chừng này! Lời mình không? À! Ê! Nè! Ừ. À, vậy có chừng á! Đừng có ý lướt ra đường á! Cái gì đây? Tôi làm gì đâu? Đừng có xạo nha hả? Cướp tiền cảnh hả? Hả? Tôi đụng lỡ làm rớt, tôi xin lỗi rồi. Tôi có vỏ nha, muốn gì? Bây giờ muốn gì? Thôi mà, có vỏ rồi sao? Gì? À! Thôi chị ơi, chị tha cho bạn em đi chị. Yumi, để nó đi. Mình có vỏ mà. Chỉ là cô gái thôi. Anh ơi, bạn có sao không? Minh ơi, bạn có sao Minh? Thưa sao giờ hết mình sao quên không phải con gái vậy trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.